Chào các bác nhé. Shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Người đây chào toàn thể các bác các bác nuôi ong chuyên nghiệp, các bác nuôi ong ở hộ gia đình. Hôm nay shop xin giới thiệu với các bác một số cái phụ kiện cho anh em nuôi ong mật nhé. Một số phụ kiện cho anh em nuôi ong mật. Đầu tiên đó là cái dụng cụ bảo hộ chống ong đốt nhé. Chống ong đốt thì nó là chiếc mũ đây này. Hàng thì rất là nhiều các bác nhá. Đây lấy một cái cho các bác xem. Đó là chiếc mũ bảo hộ chống ong đốt nhé. Nói chung là tùy từng lô hàng, mỗi một lô hàng thì có sự khác biệt nhau. Thì lô hàng về thực tế như này thì tôi làm video, làm clip giới thiệu cho các bác như vậy. Thì bây giờ các bác xem cái clip này, các bác mua cái mũ chống ong đốt thì các bác nói là bán ra cái mũ chống ong đốt màu rèn ri này, rèn ri lưới chung quanh màu đen nhé. Em miêu tả như vậy là sẽ không nhầm lẫn với cái mũ khác. Thì cái mũ này tôi miêu tả cho các bác nhé. Nó là vải này, vải rèn ri này. Vành trên là bằng thép nhé các bác nhé, vành bằng thép. Vành dưới cũng bằng thép luôn, bằng thép luôn. Đấy. Nó có chỗ mối nối là bằng cái đai nhựa này, là bằng mối nối đai nhựa này. Và lưới chung quanh là lưới màu đen, có nghĩa là lưới tàn hình đấy. Giúp cho các bác nhìn nó trong trẻo, quan sát nó dễ nhé. Đây cái dây là dây thắt vào cổ áo để cho chống ong chui vào. Đây các bác nhé. Đấy. Rất là đơn giản gọn. Và cái lưới này là lưới tàn hình màu đen, các bác nhìn rất là rõ, không bị mờ nhé. Và cái mũ này, cái mũ này này các bác lưu ý này, đường kính của cái mũ này ấy, nó là 37 phân nhé, 37 cm. Rồi đường kính mũ này nó là 37 cm. Thì với cái mũ này các bác theo dõi nhé, các bác xem ấy, cụ thể là có như thế này này, màu rèn ri này, vành trên bằng sắt, vành dưới bằng sắt, chung quanh là lưới đen, lưới đen lưới tàn hình. Thì giá của cái mũ này là 100.000 một cái các bác nhé. 100.000 một cái đã bao gồm cả phí ship chuyển phát nhanh tới tận tay cho các bác ấy. Đấy, còn các bác mua nhiều thì còn có chiết khấu giảm giá hơn đấy nhé. Đây các bác mua lẻ một cái là 100.000, bao phí đến tận nhà luôn. Đây là cái mũ bảo hộ nhá, cái mũ không. Thế tiếp theo đến là cái áo chống ong đốt, thì anh em mới gọi là cái áo liền mũ. Cái áo liền mũ có nghĩa là cái áo nó sẽ có cái mũ liền luôn. Cái này thì vẫn cái mẫu truyền thống như năm ngoái, anh em rất là ưa chuộng. Giá thì bình dân nha, giá rất là bình dân. Rồi. Giá bình dân, giá cái này có 180.000 một cái, đã bao gồm cả phí chuyển phát nhanh. Nhớ mày nhá. Cái này áo này tương đối là rộng, nó chỉ có một size thôi, có một size thôi. Các bác nào to con thì mặc vừa vặn, còn các bác nào nhỏ con thì mặc nó sẽ rộng rãi. Thế nhưng mà càng rộng rãi càng thoải mái, không sao cả nhé. Đấy, để tôi mặc thử cho các bác xem luôn. Trước khi mặc tôi giới thiệu sơ cho các bác này. Chất liệu vải là vải rèn ri. Vải rèn ri, các bác hình dung ra là vải rèn ri giống như là quần áo bảo hộ lao động màu rèn ri của đội ấy nhé. Đấy, cái này thì giá cũng rẻ thôi, nó có trăm mấy thôi, thì không phải là chất liệu vải cao cấp đâu các bác nhé. Cái đường kính mũ này thì sẽ là 39-40 cm đấy, nó thiếu 40 một chút thì gọi là nó là 40 cm đi. Phía sau gáy, phía sau gáy thì nó có cái lô hàng, có lô hàng đấy là nó bằng lưới nhé. Có lô hàng bằng lưới thì tôi đã quán triệt đặt hàng là không lấy cái loại bằng lưới mà lấy cái loại bằng vải hết, bằng vải hết, từ phía lưng này lên trên này bằng vải hết. Và bằng lưới, bằng lưới là chỉ có cái mặt trước này thôi, chỉ có mặt trước này thôi là bằng lưới. Và lưới sẽ là lưới màu đen, lưới tàn hình nhé, lưới tàn hình màu đen các bác nhé. Thế còn ống tay, ống tay là nó có cái dạng kiểu dạng chun bu rông, thì các bác mặc vào nó thắt vào để cho chống ong chui vào đấy nhé. Thế còn phần ngoài găng tay thì các bác sẽ bảo hộ bằng găng tay. Rồi, ống tay như vậy này. Và phần vạt áo, phần vạt áo cũng là chun bu rông để chống ong chui. Và cái này mặc thì sẽ mặc theo hình thức chui đầu các bác nhé. Tôi mặc luôn cho các bác xem. Đây, mặc theo hình thức là chui đầu nhé, mặc theo hình thức chui đầu này. Đấy, các bác mặc cái áo này vào thì đảm bảo vô tư luôn, không có ong nào mà tấn công được các bác hết nhé. Đây thì có một cái túi nhỏ để cho các bác đựng dụng cụ này chẳng hạn nhé. Đây là cái khoang này rất là trống này, trống rất dễ chịu, nhìn rất là trong. Các bác có xoay ngược, xoay xuôi nhìn cũng rất là rõ nét nhé. Các bác muốn thò cái gì vào trong, đây gỡ gì trong mặt chẳng hạn, thì mình sẽ có cái khóa này, có cái khóa này các bác nhé.
Rồi khóa này. Khóa này mình mở ra. Thì vén mặt mình ra này nhá. Còn không thì các bác sẽ đóng khóa lại. Rồi. Trường hợp mà các bác có muốn gãi tai thì chẳng hạn ngứa đấy. Đấy kéo ra. Đây nhá. Đây là về cơ bản và cái mũ và cái áo liền mũ nhá. Áo liền mũ này là 180.000. Đã bao gồm cả phí chuyển phát nhanh tới tận tay cho các bác nhá. Các bác lưu ý này, đặt hàng rất là đơn giản thôi. Liên hệ với số điện thoại của shop này. Các bác gọi số nào cũng được, gọi số này không được thì gọi sang số khác. Cho shop thông tin họ tên địa chỉ, shop sẽ làm phiếu gửi hàng bên đơn vị bưu điện Việt Nam, hàng tới tận nhà cho các bác. Tận nhà các bác có nghĩa là cho các bác bóc ra xem, kiểm tra và mặc thử giống như tôi đang mặc ấy. Xong các bác thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng luôn, họ sẽ thu hộ tiền cho shop nhá. Thế còn tiền cọc thì không phải đặt cọc bất cứ một cái gì hết. Các bác cứ ở nhà, ngồi ở nhà chơi, uống nước chè, đợi họ đem hàng tới, thử hàng là ok. Thế tiếp theo, cái bộ dụng cụ để bảo vệ nữa, đó là cái bình xịt khói. Bình xịt khói để chống ong đốt. Thì các bác là hay làm ong trong quá trình lao cầu này, quay mặt này, thì ong hay hơi tấn công. Thì đặc điểm của ong là nó rất là sợ khói nhé, sợ khói. Thì nó có dụng cụ là xịt khói. Xịt khói để chống ong đốt. Đây là cái bao bì của nó như này thôi. Đây là cái bình đây. Đây. Tôi bỏ ra cho các bác xem. Đấy. Đây này, nó vừa mới rơi lại gọn đồ đấy nhá. Nó vừa rơi cái đai này thì nó là cái đai khóa. Cái đai khóa các bác nhé. Đây này. Đai khóa cái lá gió. Đây này, khóa lá gió này. Nhiều các bác bảo nó rơi ra không biết cái đấy là ở đâu. Thì giải thích luôn, nó là cái đai khóa lá gió này cho nó gọn thôi. Thế cho trong hộp nhiều khi đi vận chuyển lúc lắc nó rơi ra. Thế đây. Đây là kết cấu của cái bình, giới thiệu cho các bác nắm được này. Bình này là chất liệu inox nhá, chất liệu inox các bác nhá. Để tôi kiếm xem là có cái lâm châm không. Inox này nó không hít đấy. Nói chung là inox loại 1, inox không hít đấy các bác nhá. Đây này. Đây này là cái từ lâm châm từ nhá. Hoàn toàn không hít nhá. Thế còn cái vành này. Cái vành chống bỏng này. Vành chống bỏng này sẽ bằng thép thì nó sẽ hít. Đấy, lâm châm sẽ hít. Nhá. Còn cái phần viền này cũng bằng inox. Lâm châm không hít nhá. Phần viền của cái lá gió này. Đấy. Thì inox của loại 1 chứ còn đâu nói thẳng ra là chả có đơn vị nào mà đong đếm là 304 hay là không phải 304 đâu. Tôi cứ nói là inox loại 1, inox không nhiễm từ. Đây. Đây là cái bình khói này. Phía trong đấy thì nó sẽ có cái này thì là cái đế chân. Các bác mua về các bác bẻ ba chân này ra, thả nó xuống, xong bắt đầu để nó kênh lên trên cái lỗ này này. Thì các bác bắt đầu nhóm giấy cháy vào, xong đổ mùn cưa, đổ chấu vào, xong đậy nắp vào. Khi đấy là các bác bóp lá gió này là hơi từ cái bộ phận lá gió này thổi qua lỗ này. Các bác lưu ý kỹ nhá, phần liên kết giữa cái lỗ này, lỗ lá gió và lỗ bên bình này là nó chống như này. Chống như này để cho nó thoáng nhá. Hơi thì sẽ thổi thẳng sang. Chứ nhiều bác lại bảo là nó không có ống từ đây dẫn sang đây này thì làm sao mà thổi được. Đấy, các bác lưu ý là cái lá gió này ấy, khi mình bóp hơi thì hơi sẽ thổi ra. Thế mình nhả ra nó sẽ hút hơi ở ngoài không khí môi trường vào qua cái lỗ này. Thế mà mình làm cái ống này bịt kín lại thì nó không thể hút được hơi vào trong lá gió này nữa. Nhá, đấy là cái cơ cấu hoạt động của nó. Các bác hoàn toàn yên tâm là cứ như này là thổi thôi. Còn cái này thì nó có hơi mỏng manh, nó mỏng thì nhiều khi đi nó có một cái sự xô va đập, nó xô lệch sai lệch gì đấy. Ví dụ như các bác nhìn đây này, cái lỗ này nó không thẳng với cái tâm này thì các bác tự điều chỉnh được thôi. Đấy, nó rất là dễ này. Đấy, các bác kéo sang. Đấy, kéo sang cho nó thẳng tâm. Thì cái này thì các bác dùng thì các bác cũng phải tự điều chỉnh thôi, chứ còn đâu nó trong cái bao bì hộp giấy, nó không ở trong bao bì hộp xốp đóng gông thì nó vẫn nhiều khi nó vẫn bị xô, bị thay lệch một chút. Nhưng mà điều đấy thì không quan trọng nhé, không hề ảnh hưởng gì hết. Đấy, đây, rồi. Đặt đá gió nhá, bình xịt khói. Bình xịt khói này ấy, thì sẽ là 230.000 các bác nhé. 230.000 đã bao gồm cả cái phí chuyển phát nhanh cho các bác đến nhà các bác luôn. Đấy. Thì bây giờ là giá này tôi báo lại thời điểm hiện tại, nhưng mà có thể là nó sẽ có lên xuống. Các bác mua hàng thì alo trực tiếp thì để nhận được cái giá tốt nhất nhé. Ngoài ra thì shop còn có cho các bác là dao cắt bít, dao cắt mặt
các biết là khi quay mặt đấy nhá, cái đoạn này thì các bác là bằng thép, hàng của tổng công ty Việt Nam, bằng thép chứ không phải bằng sắt các bác nhá, rất là bén, đấy, độ đàn hồi rất là tốt này, đấy, bén cực kỳ luôn nhá. Dao cắt bít này đấy. Và kim di trùng đây, kim di trùng, kim di trùng giúp cho các bác di chuyển ấu trùng trong quá trình làm chúa nhá. Đây, kim di trùng nha các bác nhá. Đây là cái kim di trùng này. Cái này thì các bác cũng phải sáng kiến lên một chút. Cái này thì nó bằng gân rồi. Và các bác gắp con ấu trùng. Thì cái này nó hơi to thì các bác phải lấy cái kéo bén xén bớt một chút đi cho nó nhỏ đi, cho nó vừa đúng với cái tầm mình khào ấu trùng. Đấy. Các bác khào con ấu trùng mà nó trồng từng chừng nửa vầng trăng ấy thì là con ấu trùng nó tốt nhất. Thế còn các bác khào nhỏ quá thì kém mà to quá cũng không được. Đây. Đây là kim di trùng. Đây, kim di trùng có rất là nhiều. Rồi lồng nhốt chúa nhé, lồng nhốt chúa. Lồng nhốt chúa này thì có mấy nghìn một cái thôi. Nó là dạng bằng thép quấn làm thủ công. Cái này các bác có thời gian này các bác cũng làm lấy được. Nhưng mà là thòng nhốt chúa, cái lồng nhốt chúa kiểu này, này rất là hay. Con chúa nhốt trong này thì con ông thợ vẫn bón được cho ăn. Đấy. Còn cái chắn này này, cái chắn này thì các bác lấy cái bìa thôi là các bác đã chắn được rồi. Đấy nhá. Lấy cái bìa cứng thôi các bác chắn được rồi nhá. Rất đơn giản thôi, không cần phải quá cầu kỳ. Cái này là con ông chúa trong này là con ông thợ vẫn bón cho ăn được bình thường. Thế trong trường hợp mà các bác theo dõi con chúa mới của mình không thành nhá, con chúa mới của mình không thành thì các bác phải khẩn trương thả cái con chúa cũ này ra để đàn ông lại tiếp tục duy trì bình thường. Đấy, cái con chúa mới mà nó thành được thì các bác bỏ nó đi. Còn chúa mới mà không thành thì các bác lại phải thả con chúa cũ ra nhé. Thì con chúa cũ ở trong này vẫn đảm bảo được sự sống cho ông thợ vẫn bón đồ ăn bình thường nhé. Đấy. Thì rất là nhiều các phụ kiện khác cho các bác làm ong mật. Các bác có nhu cầu thùng quay mật này, thùng nuôi ong. Nói chung là có cả, các bác cứ liên hệ trực tiếp với các đầu số của shop nhé. Hàng ship sale daily toàn quốc, nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán tiền. Rồi, xin cảm ơn các bác đã ủng hộ shop Tân Ánh trong thời gian.